Nổ súng ở trung tâm thương mại Bangkok Một vụ nổ súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok khiến ít nhất 3 người bị thương. Tiếng súng vang lên trong khu mua sắm Siam Paragon ở Bangkok chiều ngày 3 tháng 10. Cảnh sát Thái Lan được lập tức triển khai tới hiện trường. Người dân được yêu cầu rời khỏi khu vực. Aichayon Kraythong, người phát ngôn cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nói giới chức đã kiểm soát tình hình. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông mặc áo đen, quần dần di, tay cầm súng đứng trong trung tâm thương mại, các lối ra vào Siam Paragon được phong tỏa, trong khi các tuyến đường sắt trên cao đều không dừng tại ga Siam BTS. Kẻ tấn công đã bị bắt, tên này đã đầu hàng, 3 người bị thương, cảnh sát đang xử lý hiện trường, tình hình dần hạ nhiệt. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin phát biểu với báo giới, thêm rằng cảnh sát đang điều tra sự việc. Thái Lan là quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao, tháng 10 năm 2022, một cựu cảnh sát xông vào nhà trẻ ở miền Bắc Thái Lan dùng súng và dao làm hại hơn 30 người. Năm 2020, một cựu binh sĩ đã xả súng tại trung tâm mua sắm ở Korat, khiến 29 người không qua khỏi, 57 người bị thương.